Trung Quốc này. Từ 2 triệu đấy nhá, từ 2 triệu trở lên có nhá. Đó, 2 triệu. Cái này chứ này 3 triệu bằng 2 chứ. 2 triệu hết này. 3 chiếc này 2 triệu luôn. À 3 chiếc này 2 triệu. Máy móc rin, máy móc rin hết, không có lai bất kỳ một cái gì đó, rin từ đầu đến luôn. Nói chung là có chạy nhẹ hay thường thường xe nó hay bị chạy nhẹ đây tí thôi, còn xe thì rất là thẳng nha. 8,5 triệu quay hết đời 2011. Ở đây em bán nó 8,5 triệu là cái phí em bao ship nha anh chị, cho nên cái giá trị xe nó chỉ còn khoảng cỡ 8 triệu thôi nha. Khi em đưa một cái giá này là em bao ship cho anh chị trong vòng 300 km², còn ví dụ như ngoài 300 km em không thể bao ship được nha, bởi vì làm ở đây em bán cái xe em lời có nhiêu đâu đó, một cái xe lời vài trăm ngàn, bộ công suất ra lời vài trăm ngàn thôi, mà bây giờ bao em ship ví dụ như từ đây đang ở Hà Nội từ đó ra ngoài Bắc Ninh em mua, bởi vì nó tính tất cả tiền mấy, cho nên là rất là khó chịu ở đó. Cho nên em nói trước trong chương trình em bán là thứ nhất em sẽ bao ship trong vòng 300 km, em sẽ bao ship tất cả những gì nào trong vòng 300 km. Còn ví dụ anh chị ở tỉnh xa về cái phí đó, ví dụ như người ta lấy khoảng hơn 1 triệu thì em sẽ bao gần 1 triệu một phần nào đó trong cái khoản đó, hoặc là 700-800 thì em sẽ bao gần một nửa đó. Để anh em mình chia sẻ chứ ví dụ mình bán cái xe không có lời nhiều, bây giờ mình gửi vào cái phí 1 triệu bạc hay 700 hơi quá nhé. Rồi tiếp tục, đây là quay hết đời 21 nhé, quay hết đời 21 xe rất là còn rất là hạng luôn, rất là đẹp luôn nhé. Máy móc zin đầu nồi chưa rớt, nói chung xe này là 2011 như vậy là quá đẹp rồi, 8,5 triệu, biển số 85, biển số 85 nha chị ơi. Đây. Rồi tiếp tục là con quay rồi, đây là quay RSX biển số 72 Vũng Tàu. Xe này mình đang bán với giá là 9 triệu đời 2010. Xe là nói chung là máy móc thì khỏi bàn thôi nha, máy móc khỏi bàn, máy móc khỏi bàn, cực chuẩn. 9 triệu như vậy là đích đời 2010. Dòng này là ok này, dòng này là đích này, mẫu này là quá tuyệt vời. À, con này đẹp lắm. Rồi tiếp tục, đây là một cái quay RSX đời 2010 luôn, 9 triệu. Hai cặp này 9 triệu nha chị ơi. Lưu ý cho em một chiếc 72 và một chiếc 84 nhé. Hai chiếc quay RSX, một chiếc 72 Vũng Tàu và một chiếc biển số 84 Trà Vinh. Anh chị lưu ý cho em, xe này anh chị lấy chiếc nào cũng được, em để là 9 triệu một chiếc nha, 9 triệu nha anh chị. Rồi anh chị lưu ý giùm em. Tiếp tục, đây là một cái quay RSX siêu nhân. Xe này là một trong những xe đẹp nhất cửa hàng em đây. À, nó đời 2013 nhưng mà nó đẹp cửa này thì nó chụp hơi bị tím. Nó quá đẹp, nó chụp hơi đẹp này. Đó, từ dàn áo, từ dàn chân, đó, từ ốc tán, nói chung là còn rất là đẹp. Xe này biển số 60 nha, biển số 60 Đồng Nai. Đó, siêu nhân. Nhưng mà tại sao nó lại đẹp như vậy? Và tại sao nó lại có giá như này? Có giá 10 triệu. Ở đây mình bán ở đây, nói thật với anh chị, nó dòng xe cũ thì để nói về dòng xe cũ thì không thể chiếc nào giống chiếc nào được. Bởi vì thứ nhất là sao? Do những người người ta sử dụng, thứ nhất người ta sử dụng kỹ thì sẽ ok, và những người đi còn không kỹ thì cái giá sẽ lên xuống, và thế là xe hư hao thì rất nhiều. Đây là cái quay siêu nhân mà em nói là nó đẹp quá đẹp, số em là đã đẹp rồi. Em làm nghề xe cũng từ mấy năm rồi, nhưng mà em nhìn thấy em cũng còn nghiền đấy, em còn nghiền đấy anh chị. Đó, rất là chuẩn, cực chuẩn luôn các bạn ơi. Đó, 10 triệu siêu nhân. Nhưng tại sao em nói có những chiếc quay siêu nhân em bán có 8 triệu, 9 triệu thôi, mà chiếc này em bán 10 cả năm thì anh chị sẽ tự hiểu về giá trị xe nhé. Điểm số Đồng Nai. Rồi, đây là một cái quay RS. Quay RS đời 2013, bánh trăm tấn đẻ, trên đầu nồi chưa rớt, đó là áo còn cỡ 80%, biển số là 95 Hộc Gia nha chị ơi. Rồi xe thì về chất lượng em đảm bảo về chất lượng nha, máy móc riêng thì chị khỏi phải lo rồi.
dòng quay Honda đi là siêu bền, siêu tiết kiệm xăng. Này giá em đang bán với giá là 9.500 ngàn. Rồi, 9.500. Tiếp tục qua con quay Black. Quay Black đời 2015. Quay Black đời 2015. Xe này đang bán với giá là 11.500 ngàn, bớt 500 còn 11 triệu nha chị ơi. Lưu ý giùm em, quay xe này thì quá thẳng rồi, không có phải nói về bàn tản này, không có bàn tản từ máy móc, từ dàn áo. Rồi 11 triệu. Rồi tiếp tục quay RS này là 9.500. Quay siêu nhân xe đẹp nhất 10.500 ngàn, số 60. Hai cái xe quay RX này 9 triệu, còn cái quay S này đời 2011 này thì số 85 này 8.500 nhá. Anh chị lưu ý cho em. Thì anh chị khi em quay chương trình này thì em nói trước anh chị thì nó không được kỹ đâu, bởi vì không được kỹ, bởi vì cái này nó quá gần cho nên em không quay chi tiết được. Em không quay chi tiết được thì nếu anh chị hỏi là muốn quay xem chi tiết được thì là hay là xem biển số thì nói em, thì khi em nói chương trình này thì em cũng nhiều lúc em không quay được cái biển số, nhưng mà em vẫn đọc biển số cho chị xem. Cho nên là khi anh chị nghe cái biển số là biển số bao nhiêu nói em thì em chỉ biết để cho chị chọn. Và tốt nhất đối với nhiều lúc em nói không phải là gì, không phải là trên tách cái gì, nhưng mà khi mà mình quay một chương trình này khách hàng rất là đông, quá đông, thì cho nên là em nghe điện thoại thôi. Em để hai số điện thoại mà này số điện thoại đằng sau là cái số 415, cuối cùng là anh chị hãy muốn xem hình ảnh thì anh chị hãy điện thoại đó. À nha, còn về giá cả như nào, về vấn đề bảo hiểm, về vấn đề về vay trả góp thì số là 480 em. Thứ hai nữa là em nói mong anh chị đừng có nhắn tin, không phải là mình không trả lời, nhưng mà cái khách hàng này cho mình quá nhiều, cho nên là mình không có thời gian mình cứ nhắn tin trả lời lại, cho nên là mong anh chị đừng đi quay xem chương trình của em, chương trình xem anh cũng phát hãy điện thoại trực tiếp rồi anh chị đã trao đổi cụ thể về giá cả, về cách vận xe, về cách vận chuyển, về cách thao thức trả tiền như nào thì em sẽ nói cụ thể cho anh chị. Rồi tiếp tục thì đây là một cái ở đây thì em có một cái xe đạp điện này, xe là dòng Martin nha. Xe này mua cũng tầm cỡ 12 triệu đó, thì hôm nay em bán cũng rẻ mà 3.500.000. 3.500.000 đó. Xe là nói trước với anh chị là bình xăng đầy đủ nha, không thiếu gì cả, đang chạy ok nha, chứ không có dạng như là xe tàu lao thiên đế đâu, xe đang là ok hết, mọi chức năng hoạt động ok hết nha. 3.500.000. Anh chị nào có con cái mà đi học á, mua cái này cho cháu nó đi là ok nè. Đó, xe này mua nó 11-12 triệu, bây giờ bán có 3.500.000 à. Đó, xe đảm bảo chất lượng nha, đảm bảo chất lượng nha, chứ không phải là xe này mua về thì không chạy được đâu nha. Rồi tiếp tục, đây là một cái Click nha, đây là một cái Click đời 2008, 7 triệu. Xe này có sơn lại rồi nha, xe dàn áo có sơn rồi nha. Đó, 7.500.000. Đấy, 7.500.000 Click 2008. Và tiếp tục đây là một lưu VH đời 2010 nha, đời 2010 đang bán với giá 8.500.000. Lưu VH nha, chị lưu ý nha, nói chung xe dòng này là siêu bền, siêu bền. 8.500.000. Và đây là cái logo 5.500.000, logo 4 5.500.000. Alo, dạ đúng rồi. À rồi rồi, có được không? Đó, 5.500.000. Xe thì rất là nhiều. Có chỗ này không? À, con chụp cái chứng minh nhân dân gửi là thôi là đã bán xe được cửa hàng nha, không có chuyển tiền nữa nha. Rồi tiếp tục. Đây là một cái, tiếp tục là một cái Luviad nữa đây, một cái Luviad đời 2011 nhá, biển số 70 này. Đây, biển số 70 nhá, 2011. Xe là khối bàn về chất lượng và dưới đường mình xe cực đẹp luôn. 9.200.000 cho một chiếc Luviad đời 2011 nhá. Đây, Luviad. Đẹp quá. Đẹp quá đi. Đó, xe là liền thẳng băng luôn. Con này vô phục phục dầu. Vô một cái phục này chắc cũng phải triệu mấy ấy. Còn này cũng phải có triệu mấy đấy. À, xe đó mua là chạy là không có gì cả. Rồi tiếp tục giới thiệu cho chị một cái, đây là một chiếc cấp này, cấp 50 dành cho học sinh, cấp 50 dành cho học sinh.
đầy đủ 50 phân khối nha. Anh chị nói chung là mua cho cháu đi học thì ok rồi. Mua cho cháu đi học cái này là ok nha. Con này giá nhiêu anh? Xe này anh đang bán 7,5 triệu. 7,5 triệu một chiếc cúp. Đấy, đời chắc xe này đời 25 quá. 25, 26, 25 quá. Xe thẳng băng. Rất là đẹp. Wow, con AB luôn hả? Rồi tiếp tục Suzuki anh. Đây hôm nay thì nói thật với anh chị em có 3 chiếc mà hồi xưa mà cha mẹ ông bà mình mà để mua được những dòng này thì nói thật tôi rất nước mắt mua được những dòng xe này nha. Đây là một Suzuki 3 đời 1999 này. Xe còn rất là thẳng này. Cái này chuyên nhật. Đấy, nghe tiếng máy. Lốp máy đang còn cỡ này. Nói trước anh chị không like bất kỳ cái gì đâu nhá. Mà riêng có dòng Su thì nếu có like đồ thì cũng đồ hàng không chứ không có đồ cùng đồ lô được nhá. Xe này là ok, từ cặp kiến nó còn luôn này chị này. Đó, đồng hồ này, theo xe hết. Quá chuẩn. Cái này giá nhiều anh? Chìa khóa đang còn nha chị ơi. Chìa khóa xe thôi xe luôn nhá. Quá đẹp, khung sườn là cỡ này. Đó, anh chị lưu ý giùm em. Nhiều người nói là xe này 99 bây giờ như thế nào, máy móc sao? Em nói trước là máy có làm, có khói, nhưng mà ok, máy cực chuẩn. Đi cái bàn nha. Về chất lượng xe hồi xưa mà nhà ở bên Nhật mà nó sản xuất được một chiếc xe như thế này. Phi thầm máy cực chuẩn, có gì máy thì mấy bạn từ dàn theo, nói chung là đang còn mọi chức năng ok, chạy cực sướng. Một đời chủ luôn kìa, 1331 rồi. Xe một đời chủ như gì? Suzuki 3 đời 1999. Nếu mà mua được cái xe này đi thì nó không, cái giá trị lúc nào cũng còn. Dòng này đi mà anh nói thật, như anh chị làm một cái kỹ tính một cái nha. Đi nha, tuy rằng nó đã 20 năm rồi nhưng mà nói anh chị mà cứ kỹ tính một chút xíu anh chị đi thì nó bền, cái máy nó cực bền đó. Anh chị lưu ý giùm em sức này. Thì hôm nay trong chương trình này thì mình có em nói trước là có 3 chiếc xe Nhật mà cái đời mà cha mẹ của mình mà mua được là cũng cả một cái vấn đề, cả một cái gia tài. Thì đây hôm nay tiếp tục mình sẽ quay tiếp tục 2 chiếc xe. Thì nói cũng nói với anh chị trước là về giá trị xe cũ thì nó muôn hình lắm, bởi vì mỗi xe nó mỗi khác, mỗi người một sử dụng khác, mỗi chất lượng nó khác. Đó. Thì hôm nay em có hai khuyên thái. Thì nói trước anh chị là em tả chi tiết cái xe này cho anh chị nha. Xe này có máy có làm rồi. Máy có làm rồi nha. Nói trước máy có làm rồi nhưng mà cực là em nha, chứ không phải là vui và chi tiết này. Máy có làm rồi. Rồi, tả chi tiết cho anh chị xem. Căm nền còn nha anh chị ơi. Căm nền còn. Nha, căm nền còn. Bô còn luôn. Và cặp bộ còn luôn đằng sau nha, cặp bộ còn này. Và nói trước anh chị này là xe này là khung sườn còn zin, chưa làm đồng nha. Chưa làm đồng nha anh chị ơi. Đây, khung sườn còn zin hết. Đây, nói trước anh chị, khung sườn còn zin, chưa bị chưa làm đồng lại nha. Đó. Kim Thái đời 1996. Em cũng đang tính em bỏ ra em làm, em dọn lại em đi, nhưng mà hai còn chiếc kia thì chắc chiếc kia để đi, còn chiếc này bán. Đó. Chiếc này mình đang bán với giá là 15 triệu. 15 triệu cho một Kim Thái nha. Xe này là cắm tiền còn zin hết nha. Cuộc zin hết nha. Lốc nè. Lốc của nó này theo năm tháng này nha chị ơi. Đó là như vậy đây. 15 triệu nha. Rồi, qua chiếc này cái giữ nè.
là anh đang để đi đây, còn nếu anh chị thích anh chia lại. Rồi. Một đời chủ, xe này là một đời chủ. Tuy rằng nó ra biển số 5 số nhưng mà hồi trước ông già ông đứng tên như ông sang tên cho con đó. Xe này một đời chủ, ngay chủ ký giấy luôn. Rồi. Tả chi tiết cho anh chị xem luôn. Căm nền còn này, dòng Gossi này. Phục này. Từ cái tem của nó đang còn cho nên anh chị, tem zin của nó đang còn này nha, tem zin đang còn này, cặc te này. Còn zin phục, zin hết luôn. Cần số zin luôn. Lốc cỡ này anh chị, nói chung anh chị phải xem là nó đi kỹ đến những ngày, bởi vì sao người ta kỹ tính cho nên người ta lắp cái này vào. Cho nên là từ cái lốc máy của nó đang còn cỡ này là anh chị biết rồi nha, rất là đẹp. Xe này máy có làm rồi nhưng mà làm cực chuẩn. Đây. Còn rất là đẹp nha, khung sườn lên bao rin hết, đang còn bấm điện đây. Đây, coi cho mình, quay cho mình kỹ vào đây. Bật cái đèn này, bật cái đèn này mới thấy. Còn bấm điện nha, đang còn bấm điện nha anh chị. Đó. Đang còn bấm điện này. Đang còn bấm điện, zin từ A tới Z hết, không lai bất kỳ một cái gì nha. Không sờn cái này là biết rồi. Đó. Cái vỏ theo xe luôn nha. Đồng hồ rin nha, không có bếp chạy bình thường hết nha. Không có bếp chạy bình thường hết. Cầm nền trước, dòng gốc. Cái này chỉ có lại cái vỏ thôi. Còn đầm, phuộc, cầm nền, gót xi hết. Đúng của Thái luôn nha anh chị. Xe này mà em đang chạy để bữa giờ đây. Từ đèn của nó đang còn zin theo xe hết, không có lai bất kỳ gì hết. Cực chuẩn. Đây, nghe tiếng máy cả. Xe này nói thật với anh chị là có người trả em 22 triệu rồi. Có người trả 22 triệu rồi nhưng mà cũng chưa muốn bán. Bởi vì đang tính để đi. Bởi vì thỉnh thoảng mua được một chiếc xe, thỉnh thoảng thanh lý được một chiếc kim thái như này thì hơi hiếm. Cho nên đang tính để đi. Nếu anh chị nào thích thì cái giá sẽ tăng lên một chút nữa thì mình sẽ chia lại cho nha. Máy khỏi bàn, cục máy khỏi bàn nha anh chị. À, anh chị lưu ý giùm em chiếc kim thái này, hai chiếc kim thái này, một chiếc 15. Phí một chiếc, mỗi một chiếc là người ta đã 22 triệu nhưng phải tăng lên tí nữa em sẽ bán nha.